Biết ngay mà lại bị lừa mà. Ê, giữ đá lạnh cho vòng gần 20 tiếng luôn. Biết gì cơ? Bình giữ nhiệt mà giữ đá được 20 tiếng á? Nghe điều thế nhỉ? Mà cũng không biết được. Để mình múc ngay thử mới được. Đây đây đây, trông nhìn thì cái phích ấy nhỉ. Mình chọn loại 1,5 lít nha mọi người. Mà màu điệp thế cơ chứ lại. Chất liệu inox 304, bên ngoài có kiểu nhâm nhám. Có tay cầm, tiện đây tiện đây. Màn chào hỏi đầu tiên, test với tô vít này. Thử xem, ố không xước á, vẫn không xi nhê móp méo. Giờ thì bỏ đá và test độ giữ nhiệt nhá. Bây giờ là 15:09 này. Còn bây giờ là 15:33 ngày hôm sau nhá. Vẫn còn một nửa đá, lại còn không toát mồ hôi nữa chứ. Đấy, biết ngay là điều mà lại bị lừa. Quảng cáo giữ nhiệt được 20 tiếng mà bây giờ 24 tiếng rồi vẫn còn một nửa đá. Tổng kết lại sản phẩm, một sản phẩm mà giá cực rẻ, chất lượng lại tuyệt cả là vời. Nói chung là đỉnh của chót nha mọi người. Tìm sản phẩm có trang review.